cái chức năng livestream thì hôm nay bị tắt rồi. Bây giờ quay luôn. Mà mưa tới đang gấp rút để chạy bảo console nhưng mà không biết kịp hay không. Gấp rút để chạy bảo con to không biết kịp hay không, đây mưa tối luôn rồi, chết cha rồi. Nghe nhậu.